anh ơi hỏi hỏi xa trong sao xa đang tiếng tình qua tạm người đi xa có nhớ ta nhớ ai ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy em. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay anh em mình đi chơi một bữa, có mấy thằng em sinh viên về, sinh viên nổi tiếng. Nên là mình phải dụ dỗ cho nó đi chơi một bữa. Thì hôm nay anh em mình ra đây để làm một bữa nhậu tét tèn tèn đấy. Cái gì đấy, đào thấy phân châu à? Châu đâu đã xốp à? Tưởng đào hố thấy phân châu. Đây đào này. Đây. Giờ anh em mình đào cái hố này nhá các bạn nhá. Đào cái hố này là ở dưới dương. Ôi ôi. Quốc to nhỉ. Mày ơi, cái gì đâu, đi đâu, đi đâu. Bỏ bỏ gà ra ướp đi em ơi. Gà đi. Giờ anh em mình đào cái hố này tí, anh em mình sẽ lót bạt vào để cho bia vào ngâm đá anh em ạ. Ở đây mát cực kỳ luôn các bạn. Mát thật đấy. Rồi. Ok chưa? Như anh không chưa làm, chưa quay cái này nhưng bao giờ đúng không? Ừ, chưa. Có đâu kín luôn. Hợp lý ấy nhỉ? Đập đi em. Đập đi. Cần gì đập đá anh? Đập vào thẳng luôn hả? Đập đế đế mà dạy mũi mà. Đập vào 4-5 cục thôi. Đập nữa thôi. Ui, ơ, mày kiếm gì kê lại rồi. Từ đổ bia vào. Từ cái lửa đi không? Bình tĩnh ông ơi, để tôi quay đoạn lắm. Đúng rồi, cho sạch. Cái gì à? Hợp lý đấy nhỉ. Cái bài này tôi làm suốt rồi. Bài này tôi chưa làm, tôi xem suốt. Ôi tôi chết rồi. Không sao, không sao. Gì? Không sao. Đập mấy cục nhỉ? Đây mấy cục. 7 tí nữa đá nó tan chảy ra, nước cần một tí nước thôi, không cần nhiều nước đâu. Đợi, đá đập vừa thôi em. Ủa gió mát thế nhỉ? Đồng với chơi lâu tàn này. Nó lạnh. Một bì thôi không ạ, để một bì tí hấp gà. Gà nổ muối. Tôi đang hấp các bạn ạ. Hấp món gà nổ muối các bạn nhé. Chưa có cái le này. Đợi cái than này được phát mình lấy mình nướng luôn ấy nhỉ. Rồi một chất đống củi lên nướng luôn. Đốt luôn hả? Hay đốt luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh gì anh Thông? Thích Kế Mồi. Thích Kế Mồi. Hôm nay mình sẽ làm món gà muối. Gà muối. Gà nổ muối. Gà nổ muối. Có gà lá chuối nữa. Đây một người quay vô trong đây các bạn. Quay vào cho các bạn xem. Gà nổ muối lá chuối. Đúng rồi. Đây. Các bạn thấy gì không? Lá chuối. không có gà. Cần lá chuối thôi được rồi. Mình tự giới thiệu đôi chút về bản thân của mình. Mình tên là Dương, đến từ trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng. Hôm nay mình về đây để góp chung sức vào kênh Thiết Kế Mồi của anh Thông. Đây anh Thông đây. Hello, xin chào anh Thông các bạn là thầy giáo của mình các bạn nhá. Thầy tin học nhá. Thầy tin học. Các kênh của Dương là gì? Kênh của Dương là Tạ Đức Dương. Mình chuyên về các cái dụng cụ, các cái nhạc cụ thôi, sáo, đàn, guitar. Kia là một cái. Guitar đây mọi người. Mình là kênh chuyên cái phong cảnh phong lan phong lẹo chim cò cảnh phong lan thôi thì cứ phong đây thanh niên này thôi bỏ luôn bỏ đừng có quay thanh niên làm gì. Đấy đèn quá bỏ đấy bia ngon quá bia ngon quá đang căn à đang căn thùng bia dưa ơi thông ạ thằng này nó quên thầy rồi rồi không sao bia mà thầy toán thầy lý hóa. Kệ mẹ là mệt luôn ạ. Tí nữa nó đổ bóng lên đây mà. Mát này. Mát mình rời chứ.
hồng trần trên đôi cánh tay. Các bạn ơi, sườn nướng tảng nha các bạn nhá. Phải ướp luôn cái bì kia vào cho nó thấm. Chỗ này à? À không, buộc hai cái cây này vào với nhau này. Anh em thấy thấy hấp dẫn chưa? Đây là cái niêu tôi sẽ đã hấp gà trong đấy nhé các bạn nhá. Có gà nổ muối nhé các bạn, hấp muối. Ở bên kia thì sườn heo nướng tảng nhé các bạn. Hiện tại ngoài trời thì đang rất là nắng, giữa trưa các bạn. Nhưng mà trời nó không nóng lắm tại vì mùa đông các bạn. Tây Nguyên mà có mùa đông không? Ý là mùa đông như mùa đông ở chỗ khác, như chỗ mình là cũng là hơi lạnh lạnh thôi. Còn chỗ kia là anh em mình tí sẽ ngồi ở kia. Đó. Đây thì... các bạn. Khi mình ăn xong, mình uống xong cảm thấy say quá, mình nhảy xuống mình tắm luôn. Đấy, đấy, hợp lý, hợp lý. Xuống đây mình tắm luôn. Ờ. Tắm mà bắt được con cá nào thì bắt, còn không là chủ nhà họ bắt mình nhé. Rồi còn đây các bạn nhá. Đây là bia mình ngâm đá này. Ui. Xong thái quả dưa ra cho nó đẹp mắt nhỉ. Tí nữa quay sau. Rau dưa quay luôn nhá. Chưa gì bọn này nó tén hết nửa quả xoài rồi các bạn ạ. À quên, gần quả rồi chứ nửa gì nữa. Mẹ đói. Đi làm sáng chưa ăn. Giờ chỉ chờ cái chín nữa anh em mình chiến thôi. Gà chắc chín trước đấy nhỉ. Gà chín trước rồi. Gà ở chợ mua nhân chín lắm. Ừ. 2 phút nữa. Nó cháy gà. Ui giời, mày làm gì mày đứng từ xa thằng. Nóng lắm mày. Ồ, bà ba cái cây sắt nó đỏ rực luôn kìa. Đỏ đấy thì em mới nói có khi nào nó chảy không đây. Thuộc cái này chứ anh cho không dám nói. Gà sắt mà nóng chảy là chín. Gà chín rồi đấy. Chưa. Chưa hả? Thôi bỏ lại một tí đi, chưa đâu. Anh lấy cái đũa anh chọc vô xem nó xuyên dễ không. Nếu mà dễ thôi là được rồi. Ủa, nóng thế. Ồ, được rồi, được rồi. Được rồi. Được chưa? Đâu? Lại này, lại này. Đâu? Lại này. Nó vàng ươm là được, nó chảy nước hay chưa? Vàng, vàng nhưng mà chưa ươm. Cái này sao vàng ươm được, gà này sao vàng ươm được. Anh đây nhìn này, anh nhìn coi, nhìn cái thịt nó kia. Chảy đến nơi rồi. Cái này phải quay vào, Đâu? Chảy rồi à. Thế à? Chảy đấy. Rồi. Ok. Bắt ra. Nhanh em ơi, nóng. Wow, chín rồi các bạn ơi. Bỏ đây em ơi. Để ở bên tôi đứng đứng chọn giữa. Rồi. Quá được đúng không? Mâm. Rồi cái này là để em qua. Rồi, chín chưa? Chín rồi, rau chín. Chín cực. Đỏ lại, lắm. Lại. Ôi. Cái này thì được rồi thôi. Bỏ hết vô lại đi. Ôi trời ơi, không cái cánh bỏ lại cũng được. Không bỏ hết vô lại luôn đi. Bỏ hết vào đi. Ủa sao mà được chín nhỉ? Một pha combat hơi dở. Thôi combat lỗi. Lỗi. Ê. Nó chỉ mới cháy cái lá chuối thôi, chưa chín đâu. Rồi, lấy lá chuối vào. Không, bữa trên được rồi, còn giữa chưa xong thôi. Thằng combat này chưa đi. Nhìn nó như này cơ mà, đấy muối nó nổ đấy. Tạch ấy. Rồi do thiếu AD rồi. AD không có mà. Thế em thiếu người chứ gì ấy đánh. AD support chưa thấy. Ok. Ui nhưng bây giờ sao mà Dương bỏ đây ta? Đúng không? Anh bỏ xin xuống đi để anh bỏ. Thì tình hình là khả năng là con gà nó cũng chín rồi các bạn ạ. Mà kể cả bây giờ chưa chín thì mình cũng bắt ra ăn sống thôi. Chấm muối ăn mà chín hết ạ. Cho vào bụng mà chín hết. Ok. Gà tái chân. Wow. Dương lại hồi xế đi. 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, go! Vàng lắm các bạn ạ. Ở đây nó vàng kinh khủng luôn. Tí chủ nhà ta đuổi đánh bỏ mẹ. Đấy, thấy chưa? Nhìn rồi. Ôi, ý là tôi bảo kê tôi làm việc. Mỗi người làm một cái này. Bằng phết. Ui, đã quá. Đặt đây đi. Bốc. Đi, bốc nhanh đi. Bốc cái cắn đâu. À, bây giờ em lấy cái gì đặt lên nhà bác ngang ở đây nhá. Lấy cái gì? Lấy cái cây đấy. Chạy đôi ra. Lấy cái cán cuốc. Một cái cán. Thôi, chạy đôi cái cây ra là hợp lý. Chân chính đôi cắn. Cắn cuốc nữa. Cắn cuốc gác ở đây. Cái le này còn kẹp vào đây. Cuốc kinh quá. Ôi. Thời căng đấy. Các bạn thấy thiết kế kinh không? Dành. Bộ đầu. Dành. Hả?
tiện đấy, tiện tay tiện chân thì qua kia rút cái này. Không, nó cột bằng thép rồi, đừng có rút rồi. Trời ơi. Ok. Tất cả những cái gì đều phải có sáng cái gì. Đây là những cái tinh hoa hâm dở của anh em mình các bạn ạ. Này, hợp lý chưa? Vườn tiêu kia thiết kế ốc hướng tiêu xanh. Tôi nhìn đâu thấy mồi. Tôi nhìn đâu thấy mồi chứ. Rồi, nấp thôi. Đâu món nào miếng là chín ăn trước này. Chín thì có miếng này. Rồi có miếng này. Xem xém chín. Đây, củ dương đây. Ngon. Làm khá đây. Các bạn ơi, bây giờ thì cái món sườn nướng tảo của mình đã chín rồi các bạn ơi. Thì anh em mình sẽ đưa vào để nhén thôi. Mời các bạn nhé. Ok. Có dao ấy, để anh em mình xẻo luôn, để trên đây, luôn đó. Ồ dạ, trừng trắng như kiểu luôn mà. Tụng chân. Đây, để lấy mấy cái này ra để đi nướng lại đây. Cái nào đỏ nướng lại. Mấy cái này đi nướng lại. Xong rồi lấy dao cái xẻo mình ra mình lấy xuống. Nóng không? Tự có thằng khi từ dưng là dạ quay nữa đi chụp thế nữa dạ lô bài này có hay thế nữa rồi bài ở đâu rồi đúng dân cả khiệu mạnh nhỉ. Ông lấy led đi thôi quay đi, đôi lúc cuộc xấu nó phải có lúc sáng lúc mờ. Quạ người thấy mùi thịt rồi đèn người trắng quá cho nó đèn bớt làm nhân trắng lắm. Cái này không chấm được à? Muối thì mới ướp mà sao chấm cái đồ ướp ấy, sống á. Mà có gì đâu sống đấy. Sống. Xả, ớt. Dầu ăn. Sa tế. Thôi cái đấy không chấm được. Cơm cảnh này cần gặm vui nhỉ. Thú vị thế. Ừ. Nhưng không được miếng to ghê. Không không á. Đây là hàng, tuyển rồi. Quả người một thịt kìa. Quả lại xuống này. Để lại cho tôi bộ lòng. Chỉ cái đầu gà đấy. Quả thông minh lắm đấy chứ. Quả là loại chim thông minh nhất. Các bạn ơi, miếng này là miếng cuối cùng các bạn ơi. Chấm muối. Thôi chọn hiện trường đi về. Ăn con. Xài. Bia đây, uống lấy kiếm bia đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đi mua thêm một thùng bia nữa 3, mà uống 5, vẫn 6, không xinh nghe các bạn. 8 lon nữa. Ui, còn nhiều đấy à. 2, 4, 5 người. 8 lon thì thằng Phi nó uống hụt đi lon thì nó nhà nó phân mì. Ừ. Tám lon. Vừa em hụt một lon mà một người hai lon nữa. Ăn con nhỏ rồi ăn uống bằng chú hai anh em mình. Ê ơi, hết lon đi anh ấy hết lon rồi. Thường ăn uống hai hơi hết lon rồi. Cái một chút này để em nhâm nhi với mấy người mới lon tiếp. Hôm nay thấy Huy khác quá. Khác lắm đúng không? Mẹ mấy cái thằng Huy mình thường ghét. Nghe cái tên Huy mình là chối tài. Căng bạt lộn ngược bạc lại. Chạy kia ngủ cho mắt. Thôi giờ đi đếm đây. Nắng. Nên vậy. Một tháng bê mâm. Đây rồi đợi dưỡng ra chỗ mới. Các bạn thì anh em mình sẽ làm bản tình ra cho nó. Nó vui dội vui xuống vầy tí. Mừng đến đêm và lông đến nhà. Đúng không? Bài đấy được ấy. Nhưng mà anh không thuộc. Tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở đây ấy đàn dê trắng nhận nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở đây họ
cây đàn đã đi đi rung lên và sợi dây đã đông đầy đã ngắn đầy. Ôi ta cờ lấy những cây lôi còn đúng mang chân đàn đã đi. Cha biết sâu không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha biết chợt thấy đau lòng. Thế thôi à? Thế thôi anh. Ô, đánh đàn này. Ý ý ý. Đàn tay nó như này này. Ý ý. Tạm biệt các bạn nhá. Đến đây là kết thúc video rồi, mình cũng hết mồi rồi. Bia còn 3 lon thôi. Và bye bye mọi người nhiều. À, cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Ô, chủ nhà gì kìa. Ô, chủ nhà ra đây chứ.